Tin cuối ngày 21 tháng 10 năm 2020, gói cứu trợ mới gần như chắc chắn sẽ phải đợi đến sau ngày bầu cử. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với kênh Việt US 1040. Lời đầu chúc vẫn là lời sức khỏe toàn thể. Xin mời quý vị dành chút ít thời gian đăng ký, like, share ủng hộ cho kênh. Xin cảm ơn nhiều. Đây là video cuối ngày 21 tháng 10 của kênh. Và xin mời quý vị cùng theo dõi những tin mới về gói cứu trợ đang còn lơ lửng trong vòng đàm phán giữa Nhà Trắng và Pelosi. Tin mới nhất cho hay, các thành viên đảng Cộng Hòa ở Thượng viện hôm thứ Tư nhắc lại sự phản đối gay gắt của họ đối với nỗ lực cuối cùng của Nhà Trắng đạt được một thỏa thuận kích thích lớn với Chủ tịch Hạ viện Pelosi. Giới quan sát cho rằng đó là dấu hiệu gần như khẳng định một gói cứu trợ lớn, thậm chí một gói cứu trợ mới nào được đưa ra cũng sẽ chẳng có cơ may nào được thông qua trước ngày bầu cử 3 tháng 11. Mặc cho Pelosi báo cáo tiến bộ trong các cuộc đàm phán của bà với chính quyền Trump vào thứ Tư, sự trấn an của chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows nhắm xoa dịu những lo ngại nghiêm trọng do các nghị sĩ thượng viện nêu ra liên quan đến nỗ lực của chính quyền Trump để hoàn tất gói trị giá khoảng 2.000 tỷ đô la trước cuộc bầu cử. Mọi thứ dường như không thuận buồm xuôi gió như Nhà Trắng mong muốn. Thậm chí các thành viên đảng Cộng Hòa ở Thượng viện, những người đã thất bại trong việc thúc đẩy kế hoạch 500 tỷ đô la của riêng mình hôm thứ Tư trước phe đối lập của đảng Dân Chủ, còn cho là Bộ trưởng Tài chính Mnuchin trong hai tuần qua đã có những nỗ lực vô ích nhằm đạt được một thỏa thuận mà Thượng viện cho là quá đắt, thậm chí quá nhiều nhượng bộ trước phe Dân Chủ. Chính Mark Meadows cũng thừa nhận hầu hết những tiến bộ mà chúng tôi đạt được đều là những nhượng bộ, tuy nhiên, bạn nên biết rằng 2 hoặc 3 ngày tới sẽ tạo ra sự khác biệt lớn nhất. Dù vị chánh văn phòng Nhà Trắng cố gắng tạo nên một viễn cảnh có hy vọng nhưng vẫn không làm giảm đi được sự phản ứng từ nhiều thượng nghị sĩ của Thượng viện đã thể hiện rõ sự phản đối của họ đối với định hướng của cuộc đàm phán mà Nhà Trắng đang thực hiện. Thậm chí các thượng nghị sĩ này còn nêu ra những sự không minh bạch như là không có thông tin chi tiết thực sự nào, khi họ nói Meadows cung cấp ít thông tin về những gì Mnuchin và Pelosi đã đồng ý cho đến nay. Hay có nghị sĩ nói rằng nó quá nhiều và sẽ có quá nhiều thứ không liên quan. Một nghị sĩ khác thì nói có rất nhiều câu hỏi về nơi các cuộc đàm phán sẽ diễn ra và không nhận được câu trả lời từ Mark Meadows. Một phần của thông điệp từ các đảng viên Cộng Hòa ở Thượng viện là họ cần được thảo luận về nội dung và liệu các quyết sách có hợp lý hay không. Do vậy một viễn cảnh tồi tệ được đưa ra khi các nhà lập pháp ở cả hai đảng đang tin rằng gói cứu trợ gần như chắc chắn sẽ phải đợi cho đến sau cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11. Nói ra điều này, chắc nhiều người không vui vì cứ nói chuyện không như mong đợi. Nhưng có lẽ sự thật đang dần hiển nhiên lộ ra. Sau những lời hoa mỹ mà những người như Pelosi hay rêu rao đại loại như chúng tôi đã đạt được nhiều tiến bộ nhưng cần phải làm nhiều việc hơn để đảm bảo rằng trường học là nơi an toàn nhất ở Mỹ cho trẻ em học tập. Cái chết chính là ở chỗ chữ nhưng, một chữ đánh tan mọi hy vọng của biết bao người dân Mỹ đang mong chờ sự trợ giúp mới từ chính phủ. Có người vì quá bức xúc đã nói những gì Pelosi thực sự muốn là dọn sạch mọi thứ mà phe Cộng Hòa muốn và thông qua một dự luật lớn để giúp Biden nếu anh ấy thắng cử tổng thống. Các nguồn thạo tin quá quen thuộc với lối suy nghĩ của người đàn bà quyền lực ở Hạ viện này, có nghĩa là thông qua cuối cùng có thể đợi cho đến sau cuộc bầu cử và trước khi Quốc hội mới nắm quyền vào tháng Giêng. Hãy lắng nghe kỹ phó chánh văn phòng của Pelosi tiết lộ rằng bà Pelosi và Mnuchin đã nói chuyện trong 48 phút. Đưa chúng tôi đến gần hơn với việc có thể đặt bút vào giấy để viết luật. Vị này kể như vậy, và nói thêm hai bên tiếp tục thu hẹp sự khác biệt về kế hoạch thử nghiệm quốc gia cho COVID-19, nhưng cần phải làm nhiều việc hơn để đảm bảo rằng trường học là nơi an toàn nhất ở Mỹ cho trẻ em học tập. Vế đầu đưa ra triển vọng tốt đẹp và vế thứ hai là cứt đứt ngang xương mọi triển vọng chỉ với một chữ nhưng. Và đây là điều phủ phàng nhưng bạn cần nên biết là các nguồn tin cấp cao của đảng Dân Chủ Hạ Viện cho biết nếu ngôn ngữ dự luật và chi tiết của luật không được hoàn thiện vào thứ Sáu, thì việc đưa một dự luật ra khỏi phòng của họ trước ngày 3 tháng 11 sẽ gần như không thể. Dấu chấm hết gần như lộ ra không cần che đậy nữa.
Video tới đây là chấm dứt. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Nếu quý vị và các bạn thấy rằng video của kênh là hữu ích, xin dành chút ít thời gian để đăng ký, like, share ủng hộ cho kênh. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video kế tiếp của kênh Việt US 1040.